Những đứa trẻ mệt mỏi sơ sát khi cùng bố mẹ đi hơn 1.000 km về quê tránh dịch. Hàng ngàn người đã chạy xe máy từ các tỉnh phía Nam về Nghệ An để tránh dịch. Trong đó có không ít cháu bé còn nhỏ tuổi. Sáng sớm, từng tớp người đi xe máy với đồ đạc đỉnh kỉnh phía sau, nối đuôi nhau vượt qua cầu Bến Thủy. Nói liền hai tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, phần lớn những người này là lao động phổ thông các tỉnh miền Nam thất nghiệp nhiều tháng qua, kéo nhau về quê tránh dịch. Khi tới chốt kiểm soát cầu Bến Thủy 1, tất cả phải dừng lại đo thân nhiệt, khai báo y tế. Sau khi hoàn thành, họ được cán bộ tại đây cho tiếp tục hành trình và không quên căn dặn về trạm y tế, ở quê khai báo cách ly theo quy định. Anh Lầu Bá Hà, 32 tuổi, ở Nghệ An, giúp vợ soạn sửa lại chiếc chăn chồn dùng để buộc cậu con trai mới 7 tháng tuổi lên người vợ. Đoàn của anh xuất phát từ tỉnh Đồng Nai từ ngày 26 tháng 7. Lúc đầu đoàn có gần 50 xe, tuy nhiên khi được nửa chặng đường thì nhóm anh Hà chỉ còn lại 7 xe. Đoàn 7 xe máy của anh Hà gồm 7 gia đình, trong đó có những cặp vợ chồng phải đèo theo hai cháu nhỏ, có cháu thậm chí chỉ mới vài tháng tuổi. Bọn em do có con nhỏ nên không chạy nhanh, lại phải thường xuyên nghỉ để tránh bớt nắng cho cháu nên đi chậm hơn, anh Hà nói. Trong lúc ông bố khai báo y tế, những đứa trẻ được lực lượng trực ở chốt kiểm soát mang sữa, bánh mì cho ăn. Mệt nhoài sau chuyến hành trình dài, những đứa trẻ đang tuổi hiếu động chẳng còn thiết chơi đùa nhau, chỉ còn một tay ôm mẹ, một tay cầm hộp sữa. Chị Hồng Y Bi, 27 tuổi ở Kỳ Sơn nói, tội con lắm nhưng không có cách gì khác, ở lại thì không trụ được nữa vì hết tiền rồi. Theo chị, ăn uống dọc đường không phải là vấn đề lớn, mà cực nhất là tìm được chỗ nghỉ ngơi, nhất là khi có con nhỏ đi cùng. Mai mà về đến đây rồi, còn khoảng 300 km nữa là chúng tôi sẽ về được đến nhà. Một cán bộ tại chốt kiểm soát cầu Bến Thủy cho biết, những ngày qua, trung bình mỗi ngày có trên 100 xe máy chạy từ các tỉnh phía Nam về quê tránh dịch. Những người này phần lớn là lao động từ thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai trở về quê. Rất nhiều người đi xe máy từ các tỉnh miền Nam chở theo con nhỏ về quê. Sau khi khai báo y tế, chúng tôi hướng dẫn bà con về trực tiếp trạm y tế xã mà không về nhà để thực hiện cách ly theo đúng quy định. Xin chào và xin hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.